Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Trọng kính cha chánh sứ, kính thưa cha Đa Minh, kính thưa các thành viên của giáo họ Văn Côi và cộng đoàn phụng vụ rất thân mến. Có một nhà sư và một linh mục đi chung trên một chuyến tàu, ngồi cạnh nhau và cả hai trên tay đều cầm tràng chuỗi. Vị linh mục hỏi vị sư về ý nghĩa của việc lần hạt bên nhà Phật. Vị nhà sư liền giải thích: "Người Phật tử dùng việc lần hạt để niệm Phật, nhờ lần chuỗi mà tâm trí ít tán loạn và đi sâu hơn vào các trạng thái của định để làm phát khởi tuệ giác." Kính thưa cộng đoàn, còn đạo Công giáo mình thì sao? Trước hết, Kinh Mân Côi là một việc đạo đức có nội dung rất phong phú và cao cả. Xét về những lời kinh chúng ta đọc thì kinh lạy cha là lời kinh do chính Chúa Giêsu đã truyền dạy. Còn kinh kính mừng là kinh được rút tỉa từ lời chào kính của sứ thần Gabriel và của bà Elizabeth. Tất cả đều xuất phát từ kinh thánh. Và đoạn kinh thánh mà chúng ta cũng vừa nghe trong trang tin mừng hôm nay. Thứ đến, Kinh Mân Côi là một việc đạo đức do chính Đức Mẹ đã truyền dạy, như trong dân lễ chúng ta đã được nghe vào năm 1206, bè rối Albigens nổi lên và trở thành một mối đe dọa cho giáo hội tại nước Pháp. Và Thánh Đa Minh đã cầu xin với Đức Mẹ, và theo truyền thuyết thì chính Đức Mẹ đã hiện ra truyền dạy Thánh Đa Minh lần hạt Mân Côi. Và nhờ Kinh Mân Côi mà Thánh Đa Minh đã cảm hóa được những người bè rối và dẫn đưa họ trở về với giáo hội. Và sau cùng, Kinh Mân Côi còn là một việc đạo đức được Đức Mẹ và giáo hội khuyến khích. Khi hiện ra tại Fatima, Mẹ đã truyền cho chúng ta mệnh lệnh, đó là tôn sùng trái tim Mẹ, cải thiện đời sống và lần hạt Mân Côi.
Và rõ ràng việc lần hạt mân côi sẽ bao gồm cả hai mệnh lệnh. Vì qua kinh mân côi nơi tâm hồn con người biểu lộ lòng sùng kính Đức Mẹ, cũng như tìm thấy được những hướng dẫn cho việc cải thiện đời sống. Kính thưa cộng đoàn, trong thực tế nơi mỗi tâm hồn chúng ta còn có nhiều cảm nghiệm khác nhau về việc lần hạt. Kinh mân côi còn giúp chúng ta cảm nghiệm về cuộc đời của Chúa Giêsu, vì kinh mân côi là một bản tóm của cuộc đời của Chúa Giêsu và về biến cố có liên quan mật thiết với Đức Maria, và trình bày cho chúng ta tất cả về mầu nhiệm nhập thể và cứu độ. Đặc biệt, qua mỗi biến cố, qua mỗi sự kiện, chúng ta đều rút ra được các nhân đức, một bài học cụ thể để áp dụng vào đời sống thiêng liêng của chúng ta qua các ngắm. Còn lấy ví dụ, năm sự vui thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isabel, thì sau đó giáo hội dạy cho ta một bài học liền. Đó là lòng yêu người, đó là lòng mến, không chỉ kính mến Chúa mà còn thể hiện đức ái với tất cả những anh chị em xung quanh. Hay thứ ba thì ngắm ở trong mùa thương, Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Khi suy ngẫm những điều đấy để dạy cho chúng ta suy niệm và sống hy sinh và sống chịu đựng hơn trong những hoàn cảnh của cuộc sống. Ngay trong gia đình, khi người chồng lỡ có xúc phạm đến người vợ, hay người vợ lỡ có những điều không phải với người chồng, hay những con cái có xúc phạm đến cha mẹ, thì vì đó mà lấy lòng thương để dạy dỗ con cái nhiều hơn. Tất cả những mùa ngắm, mùa vui, mùa thương, mùa mừng, tất cả đều dạy chúng ta suy ngẫm về Chúa và suy niệm về chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Kinh mân côi còn là một hơi ấm ở trong gia đình. Vì sao? Kính thưa cộng đoàn, nhiều con số thống kê người ta đã cho biết nhiều gia đình trẻ ngày nay đã không có bữa cơm tối ở trong gia đình. Đó là những người không theo đạo Kitô giáo. Ban ngày người cha đi làm, tối thì mắc đi tiếp các bạn bè ly này ly kia. Người vợ tối có thể là đi mua sắm, có thể là đi làm đẹp. Đứa con thì tối bận đi học hành. Cho nên tối về nhà, mỗi thành viên, mỗi người một nhà, ít gặp nhau. Và từ đó việc đổ vỡ gia đình dễ xảy ra hơn. Riêng với người Kitô giáo chúng ta, ngoài bữa cơm thân mật buổi tối của gia đình, còn có một buổi đặc biệt nữa, đó là buổi kinh tối, và trong đó có lần hạt mân côi. Buổi kinh tối, gia đình ngồi lại với nhau để tạ ơn Thiên Chúa về những thất bại hay kể cả những thành công, và để xin ơn Chúa đổ xuống cho gia đình mỗi ngày nhiều hơn, để cho con cái biết vâng lời cha mẹ, và để cho vợ chồng mỗi ngày một thắm thiết hơn trong tình yêu. Những điều đó nói lên kinh mân côi là một luồng gió thổi hơi ấm vào tình yêu gia đình của chúng ta. Và ngoài ra, việc lần hạt còn giúp người ta một cách kiên nhẫn hơn. Hồi còn nhỏ con đã có một cái suy nghĩ như vậy: tại sao người ta cứ đọc kính mừng Maria, xong lại thánh ma, xong lại cứ kính mừng ma, xong lại thánh ma, xong bảo là xong sao không có đọc là kính mừng ma, xong rồi phía sau mình chỉ đọc như trên là xong. Mà không phải, về sau lớn lên thì nghiệm ra không phải là một dạng là copy xong rồi dán, nhưng mà đấy là một kinh mân côi để giúp cho ta suy niệm, và một cách nào đó giúp cho con người kiên nhẫn và luyện tập đức kiên nhẫn
và đức tiết độ. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, giáo hội muốn nhấn mạnh không phải chúng ta chỉ đọc kinh Mân Côi mà còn sống kinh Mân Côi nữa. Không phải chỉ cố đọc cho thật nhiều kinh như một cái máy sản xuất ra nhiều lời kinh, để rồi kể công với Đức Mẹ là hôm nay con lần mấy chuỗi, Đức Mẹ phải nhớ để mà ban ơn. Nhưng mà qua đó, để mỗi chúng ta hãy biến lời kinh Mân Côi thành lời kinh cuộc đời, để nhờ đó kinh Mân Côi tăng cường thêm đức tin, nuôi dưỡng đời sống đạo đức và giúp cho chúng ta cải thiện đời sống như lời Đức Mẹ hằng mời gọi nơi mỗi tâm hồn là những con cái rất yêu dấu của Mẹ. Amen.